Rồi, xin chào anh em. Hôm nay thì lên cho anh em một con mã hàng, đó là một cái con Tovis đa năng. Đấy, 14 đầu nhá. 14 đầu. Con này thì đây, các đầu nó ở đây các nhá, sẽ hiển thị bên ngoài phần vỏ hộp này và đi vào phần bên trong. Đó là một cây vít đa năng luôn. Sẽ gồm có là 14 đầu vít nhá. Ngoài ra thì cái phần đây rất đẹp luôn. Ngoài ra thì cái phần đầu vít các bác có thể là anh em có thể là bẻ vuông góc 90 độ này, chéo một góc 45 độ và một góc thẳng này. Phần đầu sẽ có đảo chiều luôn nhá. Đấy, phần đầu cũng sẽ có đảo chiều luôn. Đó, còn đây là phần vít, nó sẽ giấu tất bên trong này. 14 đầu vít giấu toàn bộ bên trong này nhá. Toàn bộ đầu vít thì đều được làm từ tính hết các anh em nhá, đều được làm từ tính hết nên là anh em xoáy nó rất là dễ ăn. Đó, xoáy rất chân chu. Anh em xoáy đảo chiều các thứ rất là ngon và có thể bẻ vuông góc xoáy những cái chỗ vị trí khó, góc khuất, những cái góc mà anh em yêu cầu là phải bẻ góc 90 độ là anh em với xoáy này. Đấy, nói chung là dùng rất ok. Đó, dùng xong thì anh em có thể là để đầu vít đây là nó không bị rơi linh tinh. Đó, nói chung là cho anh em thợ thuyền, anh em sử dụng sửa chữa gia đình dùng rất ok. Sản phẩm này em để phần góc trái màn hình nhá, anh em có phải ấn phần giỏ hàng để tham khảo lựa chọn cho mình cái sản phẩm tốt quá nhá. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều.